Xin chào các em học sinh thân mến, chào mừng các em đã đến với tiết học ngày hôm nay Và trong tiết học này thì cô trò chúng ta sẽ tiếp tục đi chữa đề thi tỉnh Yên Bái năm 2020-2021 Và đây cũng chính là đề thi mà cô muốn cho chúng ta tìm hiểu Để thấy rằng là đề thi của tỉnh Yên Bái nơi mà vùng đất xa xôi thì có cấu trúc đề thi như thế nào nhé và quan sát ở trên bảng thì cấu trúc đề thi của tỉnh Yên Bái chia ra thành các câu. Đến với câu đầu tiên, câu số 1 chiếm số điểm là 3 điểm. Ở đây là một câu đọc hiểu. Và quan sát ở trên đây thì chúng ta thấy ngữ liệu thế nào? Rất là quen thuộc đúng không nào? Ông lại muốn về làng, lại muốn được cùng anh em đào đường, đắp ụ, xẻ hào, khuôn đá. Không biết cái tròi gác ở đầu làng đã dựng xong chưa? Những đường hầm bí mật chắc còn khớt lắm. Chào ơi, ông lão nhớ làng, nhớ cái làng quá. Sách giáo khoa ngữ văn 9 tập 1 Ở đây là rất là quen thuộc đúng không nào Thế nên là chúng ta sẽ tự tin trả lời các câu hỏi Các câu hỏi A, B, C như sau Câu A Đoạn văn trên được trích từ tác phẩm nào Và tác giả là ai Ở đây các em có thể trả lời được không Rất là dễ đúng không nào Bây giờ chúng ta có thể là trả lời luôn nhé Đoạn văn trên được trích từ tác phẩm À tác phẩm làng và cụ thể tác giả là ai nhỉ? Đó chính là tác giả Kim Lân. Được chưa nào? Chuyển sang câu B. Phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu Ông lại muốn về làng, lại muốn được anh cùng anh em đào đường đắp ụ, xẻ hào và khuôn đá. Phân tích cấu tạo ngữ pháp ở đây có nghĩa là gì? Chúng ta phải phân tích được thành phần chủ ngữ và thành phần à, vị ngữ và giờ trước thì cũng có một câu hỏi tương tự như thế này rồi đúng không nào? Bây giờ cô sẽ viết ra để chúng ta sẽ phân tích cụ thể hơn nhé. nào ở đây các em quan sát rằng đối với câu này thì phải phân tích được cho cô thành phần chủ ngữ ở đâu và vị ngữ ở đâu nhé cô lại đưa ra các trường hợp như sau trường hợp thứ nhất ông lại muốn về làng tại muốn được cùng anh em đào đường đắp ụ xẻ hào khuôn đá ở đây cô sẽ cho chủ ngữ là ông vế còn lại sẽ là vị ngữ. Đây là trường hợp 1. Trường hợp 2. Ông lại muốn chủ ngữ, vế còn lại sẽ là vị ngữ. Được chưa? Và trường hợp 3 như sau. Ông lại muốn về làng, tài muốn được cùng anh em sẽ là chủ ngữ. Vế còn lại là vị ngữ đào đường đáp ụ sẽ hào Khuân đá. Ở đây bây giờ chúng ta sẽ qua sát xem thành phần chủ ngữ là gì. Ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất, ông sẽ là thành phần chủ ngữ. Ông lại thế nào? Được chưa? Giờ dạ đặt câu hỏi ông lại thế nào? Lại muốn về làng. Tại muốn được cùng anh em đào đường đáp ụ sẻ hào và khuân đá. Như vậy là chúng ta thấy trường một của đúng không? giờ xem xem xét sang trường hợp thứ hai ông lại muốn đi đâu là chỉ có muốn về làng thôi vẫn chưa bao quát được cả chủ à, cô xin lỗi cả vị ngữ đúng không nào bây giờ đến chủ ngữ này ông lại muốn về làng lại muốn được cùng anh em anh em đúng không là chủ ngữ và cùng anh em làm gì đào đường đáp ụ sẽ hào quân đá tưởng rằng như trường hợp 1 và trường hợp 3 là đang phân vân do dự đúng không? Thì bây giờ cụ thể hơn là đối với trường hợp 1 và trường hợp 3. Trường hợp 1 và trường hợp 3 thì các bạn thấy trường hợp nào hợp lý hơn? Lại phân tích tới trường hợp 3. Ở đây nếu mà chủ ngữ là ông lại muốn về làng, lại muốn được cùng anh em nó bị cụt đúng không? Nó bị cụt. Và cái nữa là đây, nếu mà chúng ta trong cái chủ ngữ này mà lại còn phân tích được thành một vế nữa đúng không? Ông thế nào lại muốn về làng, lại muốn được cùng anh em nó cũng rất là bị cụt. Thế nên chủ ngữ sẽ là ông, còn vị ngữ sẽ là vế còn lại, được chưa nào? Như vậy ở đây chủ ngữ là ông. Vị ngữ sẽ lại chấm 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 cho đến khuôn đá Được chưa nào? Như vậy là đây cũng chính là câu đơn chứ không phải là câu ghép nhớ nhá. Ý C nào? Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn ông lão nhớ làng, nhớ cái làng quá. Đây là câu văn bây giờ chúng ta thấy có hai vế được phân tách bởi dấu phẩy đúng không? Nhưng mà đối với về phân tích ngữ pháp nhá thì À, chủ ngữ ở đây lại là ông lão. Nhớ làng, nhớ cái làng quá là vị ngữ, được chưa? Nhưng người ta hỏi chúng ta là biện pháp tu từ. Vậy, biện pháp tu từ trong câu này đó chính là phép gì các em? Phép điệp, đúng không? Được thể hiện qua từ nhớ được lặp lại hai lần. Điệp ngữ. qua từ nhớ lặp lại hai lần nào ở đây thì các em cần phải ghi chú cho cô một chút là viết cho cô thành một đoạn văn triển khai đoạn văn từ 3 tới 5 câu về biện pháp tu từ câu đầu tiên các em có thể ghi là câu ông lão nhớ làng, nhớ cái làng quá, sử dụng biện pháp tu từ điệp ngữ thông qua từ nhớ là bắt đầu chuyển sang phần phân tích này, từ nhớ được lặp lại hai lần nói tới nỗi nhớ ra diết của nhân vật ông hai đối với làng quê của mình đó chính là làng chợ dầu thân yêu đúng không nào đó cũng chính là chữ nhớ để thể hiện được cái tấm lòng gì yêu làng quê sâu sắc sâu đậm không nào dù là đi xa nhưng ông vẫn nhớ về ngôi làng của chính mình nơi chôn rau cắt giống không nào đó là các em có thể phân tích thêm một ý như vậy và tác dụng của biện pháp điệp là nhấn mạnh nhớ nói đến cái gì nỗi nhớ của nhân vật ông hai về làng chợ giàu được chưa như vậy là triển khai cho cô thành một đoạn văn nhỏ nhỏ thôi trên đây là cô đã chữa cho chúng ta ý a ý b ý c và đến với nội dung tiếp theo của đề thi tỉnh Yên Bái. Câu trò chúng ta sẽ đến với câu số 2, chiếm số điểm là 2 điểm, 3 cộng 2 là 5 đúng không? Vậy còn câu 3 sẽ là câu chiếm số điểm 5 điểm. Nhưng mà quan sát vào câu số 2 đã, từ nội dung đoạn trích ở câu 1, hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ về vai trò của quê hương trong cuộc đời của mỗi con người. Và chúng ta biết rằng quê hương là nơi trồn rau các rốn, là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên. Quê hương đã nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta, đặc biệt là gắn liền với những tuổi thơ, nuôi dưỡng tuổi thơ và đặc biệt là mai sau lớn lên chúng ta cũng vẫn nhớ về quê hương của mình, nơi có những gốc đa, giếng nước, sân đình, đúng không nào? Bây giờ cụ thể hơn cô trò chúng ta sẽ phân tích để Ở đây là một câu hỏi nghị luận xã hội đúng không nào? Nó không liên quan tới nghị luận về một tác phẩm văn học Có đúng không các em? À, như vậy ở đây chúng ta thấy là có sự lồng ghép chứ không thiên về nghị luận xã hội nhá. Tại sao? ở đây cô nói là có sự kết hợp giữa nghị luận xã hội và nghị luận văn học bởi vì là có chữ từ nội dung đoạn trích ở câu 1 có nghĩa là có liên quan tới tác phẩm văn học không? Có, như vậy ở đây là một câu hỏi có sự lồng ghép giữa nghị luận xã hội và nghị luận về tác phẩm văn học. Được chưa nào? Rồi, và cách làm như thế nào, cách triển khai như thế nào thì các em hãy chú ý lên đây. Yêu cầu đầu tiên hãng là về mặt hình thức, hình thức của chúng ta đó chính là viết một đoạn văn. Và giới hạn của đoạn văn khoảng 200 chữ tương đương với 10 cho tới 12 dòng. Và đối với đoạn văn này Cô khuyên các em nên viết theo kết cấu tổng, phân, hợp để tạo bố cục chặt chẽ và đây cũng chính là bố cục mà chúng ta có thể dễ viết nhất, dễ triển khai nhất. Thứ hai là yêu cầu về mặt nội dung, vai trò của quê hương. Quê hương có vai trò như thế nào? Rồi, bây giờ cô trò chúng ta sẽ đến với dàn ý chi tiết ngay nhé. trước tiên là đối với phần mở đoạn thì sao các em có thể là dẫn dắt bằng một câu thơ, câu hát, câu ca dao về quê hương rất là dễ và chúng ta đã biết tới bài uh, tới hình ảnh của quê hương qua bài thơ nào nhỉ? quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về dập bướm vàng bay, ai cũng có một quê hương của mình nó in dấu trong trí nhớ trong trái tim nó đã ăn sâu vào trong máu thịt của con người đúng không nào đó là các em có thể mở đoạn như vậy rồi dẫn vào vai trò của quê hương đến phần thân đoạn trước tiên đó là một nhỏ các em sẽ giải thích cho cô quê hương là gì? là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên đúng không nào? rồi nhiều bạn có thể là ở không lớn lên ở quê hương có thể là di chuyển từ vùng này sang vùng khác nhưng mà cô muốn nói ở đây là quê hương thường số đông là nơi chúng ta sinh ra và được nuôi dưỡng lớn lên đúng không nào trong cái vòng tay của cha mẹ và đặc biệt là những người ở những người hàng xóm và xung quanh của chúng ta nữa và bao rộng hơn đó chính là quê hương gắn liền với những sự vật của quê hương rồi hai nhỏ là chúng ta sẽ đến với phần phân tích kết hợp với chứng minh. Và từ nội dung đoạn trích chúng ta không bỏ qua được nội dung đoạn trích mà các em có thể lấy đó làm dẫn chứng để chúng ta phân tích sâu hơn, khắc sâu hơn vào vấn đề. Nhớ là không được bỏ qua, được chưa? Ở đây chúng ta sẽ nêu vai trò của quê hương đối với bản thân của mỗi con người quê hương có vai trò gì? Đó chính là nơi nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi chúng ta. Rồi, quê hương có vai trò gì nữa? Là nơi chúng ta có thể là để trở về sau mỗi mệt nhọc và ở quê hương có những gì nhỉ quê hương có tình cảm của cha mẹ của người dân quê bao bọc che chở chúng ta quê hương còn gì nhỉ gắn liền với những kỷ niệm ở đây nhé kỷ niệm mà nuôi dưỡng tâm hồn rồi vai trò của quê hương có gì quê hương là nơi chúng ta tự hào có biết bao nhiêu cảnh đẹp có biết bao nhiêu à những di tích văn hóa lâu đời đúng không nào khiến cho chúng ta tự hào về quê hương đúng không? Ai uh, khi mà đi xa cũng luôn nhớ về quê hương, luôn hướng tới quê hương và mong muốn rằng là quê hương mình sẽ giàu đẹp và khi đó thế nào cha mẹ cùng chúng ta cũng sống ở trong một vùng quê hương giàu đẹp như vậy thì bản thân người con có cảm thấy là hạnh phúc không? Cảm thấy rất là hạnh phúc đúng không? Thế là như vậy là đối với vai trò của, của quê hương quan trọng rất rất là quan trọng và hãy phân tích cho cô đối với tấm lòng yêu làng của nhân vật ông hai như thế nào sâu sắc ra sao thì các em phân tích vào nhé ba nhỏ bàn luận quê hương có vai trò rất quan trọng đối với con người khi mà nói tới vùng quê cũng nói được là tính cách của con người ở đó ra sao đúng không nào thường khi mà nói về một vùng quê nào đó thì người ta cũng có thể là nói ngay a à, vùng quê này thì con người rất là phồn hậu rất là mến khách đúng không nào khi nói về đặc tính của một số miền quê gì nữa nào ở đây chúng ta có thể là phê phán phê phán một số người không có tinh thần yêu làng không có tinh thần yêu nước đúng không nào và cuối cùng là bài học kết bài đây cô lấy thêm một chút nữa về phần dẫn chứng cho vai trò và tầm quan trọng của quê hương. ở đây các em có thể thấy rằng là trong cuộc kháng chiến qua bài thơ đồng chí của tác giả Chính Hữu cũng nói tới những người lính xuất phát từ những miền quê nghèo đúng không? và đặc biệt là đối với uh, biểu hiện cao đẹp của tình đồng chí đồng đội đó, quê hương thế nào là chỗ dựa quê hương là động lực để thế nào nhỏ cổ vũ cho những người lính ra chiến trường vững tay súng để chiến đấu bảo vệ quê hương đúng không nào cũng vì nhiệm vụ cao cả mà các anh phải ra chiến trường bảo vệ quê hương bảo vệ đất nước bảo vệ dân tộc việt nam các anh có nhớ tới nhà không có chứ có nhớ tới quê hương không có chứ nhưng mà vì chiến đấu vì lý tưởng cao cả hơn, thế nên là các anh phải tham gia cách mạng để bảo vệ cho dân tộc Việt Nam, non sông Việt Nam. Như vậy ở đây các em có thể triển khai cho cô thành một đoạn văn hoàn chỉnh nói về tầm quan trọng và vai trò của quê hương nhé. Còn bây giờ cô cho chúng ta sẽ chuyển tới nội dung của câu số 3. Cô cho chúng ta sẽ đến với câu số 3. Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ Viếng Lăng Bác của tác giả Viễn Phương Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ Kết tràng hoa dương bảy mươi chín mùa xuân Bác nằm trong giấc ngủ bình yên Giữa một vườn trăng sáng dịu hiền Vẫn biết trời xanh là mãi mãi Mà sao nghe nhói ở trong tim Và đây cụ thể thế nào? Các em sẽ viết cho cô thành một bài văn Không nào, chứ không phải là viết một đoạn văn và, và và bài văn của chúng ta sẽ có bố cục 3 phần. Phần thứ nhất đó chính là phần mở bài, giới thiệu cho cô một chút về tác phẩm tên của tác phẩm và thứ hai tên của tác giả. Đây là cách giới thiệu ngắn gọn nhất các em có thể là nhiều cách viết bài, viết mở bài khác nhau nữa đúng không? Tiếp theo triển khai đến phần thân bài một nhỏ tương đương với phần khái quát khái quát ở đây các em khái quát cho cô những nội dung như sau thứ nhất đó là về hoàn cảnh sáng tác và thứ hai đó chính là về thể thơ và thứ ba mạch cảm xúc của tác giả khi tác giả đến thăm Lăng Bác và ở đây là tác giả Viễn Phương là người con của miền Nam ra thăm Lăng Bác và cái cảm xúc của tác giả Viễn Phương cũng chính là cảm xúc của những con người Việt Nam thành kính đối với vị chủ tịch Hồ Chí Minh. Và đây các em có thể là lưu ý cho cô một chút về thể thơ. Đối với bài thơ Viếng Lăng Bác này, đó là thể thơ tự do là thể thơ bảy chữ kết hợp với Có phải là bảy chữ không? À chính xác là thể thơ tám chữ kết hợp với thể thơ chín chữ được biểu hiện qua câu thơ: Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ kết tràng hoa dơ 79 mùa xuân. Ở đây chúng ta thấy là đối với câu này có bao nhiêu chữ nhỉ? Tám chữ đúng không nào? Câu thứ hai thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ hai bốn sáu tám chữ hai bốn sáu tám chữ nhưng còn đối với câu này thì sao hai bốn sáu tám chín chữ được chưa nào như vậy là có sự kết hợp giữa thể thơ tám chữ và thể thơ chín chữ nhưng mà hãy viết cho cô thể thơ tự do cũng được không sao cả Hai nhỏ là đến phần phân tích kết hợp với chứng minh là những trích dẫn thơ cho cô ra. Ở đây các em có thể là phân tích những gì xuất hiện ngay từ à ngày ngày chúng ta đã phân tích rất nhiều về biện pháp tu từ với các hình ảnh đối với khổ thơ thứ hai này rồi. Vị trí cô vị trí là khổ thơ thứ mấy nhỉ? Thứ hai là khi tác giả thế nào? Đứng trước lăng bác. Còn khổ thơ này thì đó chính là tác giả vào lăng viếng bác cảm xúc của tác giả vào trong lăng viếng bác. Đây là khung cảnh bên ngoài lăng nữa đúng không ạ à? Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, ở đây mặt trời và mặt trời này là hai hình ảnh sóng đôi. Mặt trời là của thiên nhiên, còn mặt trời thứ hai là chỉ ai? Bác Hồ vĩ đại kính yêu của dân tộc. Đúng không nào? Các em có thể là phân tích thật là kỹ biện pháp tu từ ẩn dụ qua hình ảnh mặt trời thứ hai này. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ. Ở đây chúng ta thấy rằng sự lặp lại của ngày ngày đó chính là thường xuyên chứ không phải là cách quãng mà ngày nào cũng diễn ra những dòng người đến thăm bác hồ với một tấm lòng thành kính biết ơn trân trọng kết chàng hoa dâng 79 mùa xuân và đây Sử dụng biện pháp tu từ gì nhỉ? 79 mùa xuân sử dụng biện pháp tu từ hoán dụ. Hoán dụ. Là tại sao 79 mùa xuân tương ứng với 79 tuổi của bác Hồ, cả cuộc đời của bác đã dành cho non sông gấm vóc của dân tộc Việt Nam. Bác nằm trong giấc ngủ bình yên ở đây sử dụng biện pháp tu từ nói giảm, nói tránh Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền Vẫn biết trời xanh là mãi mãi Vầng trăng ở đây Hình ảnh của vầng trăng xuất hiện rất nhiều trong thơ bác Đúng không? Tác giả Viễn Vương rất là thấu hiểu Chủ tịch Hồ Chí Minh Thế nên ở đây hình ảnh của vầng trăng Cũng chính là Là một gì nhỉ? Trong thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh Xuất hiện rất nhiều hình ảnh vầng trăng Giống như một người bạn tri âm Chi kỷ qua một số bài như cảnh khuya rằm tháng riêng cũng xuất hiện vầng trăng hình ảnh thiên nhiên tượng trưng cho hình ảnh thiên nhiên rất là tươi đẹp vẫn biết trời xanh là mãi mãi sử dụng biện pháp tu từ ẩn dụ trời xanh là mãi mãi cũng giống như là vị chủ tịch hồ chí minh vẫn sống mãi trong lòng dân tộc việt nam không hề phai nhạt không hề phai nhòa mà sao nghe nhói ở trong tim đây là cảm xúc của tác giả viễn phương đặc biệt là qua chữ nhói thể hiện qua chữ nhói nhá ở đây là trích thơ sai này mà sao nghe nhói ở trong tim đặc biệt ở đây cái cảm xúc của tác giả được thể hiện qua câu thơ cuối mà sao nghe nhói ở trong tim đó chính là cái cảm xúc đau đớn bị dị của tác giả đúng không nào rồi như vậy ở đây các em có thể là tự phân tích về hình ảnh thơ, biện pháp tu từ, đặc biệt là cảm xúc của tác giả. Biết ơn, thương nhớ, trân trọng là sao? Và cái lòng thành kính được thể hiện như thế nào? Lòng thành kính được thể hiện ra sao? Và cuối cùng, ba nhỏ là đánh giá về nội dung và thứ hai đánh giá về nghệ thuật đã thay lòng cho toàn thể dân tộc Việt Nam để nói lên tấm lòng của mình đối với vị chủ tịch Hồ Chí Minh. Bốn nhỏ đó chính là liên hệ bản thân mình. Liên hệ tới bản thân mình, mình phải cống hiến cho tổ quốc của Việt Nam như thế nào. Cuối cùng là phần kết bài. Các em có thể là tự kết bài của mình vào nhé. Như vậy ở trên đây thì cô trò chúng ta đã chữa sơ qua lập một giả lý sơ qua đối với đề là phân tích đoạn thơ trong bài thơ viếng lăng bác của tác giả Viễn Phương để thấy được tấm lòng thành kính của một người con ở miền Nam ra thăm lăng bác và đó cũng chính là đại diện cho tấm lòng của toàn thể dân tộc Việt Nam hướng tới Bác Hồ người uh, cha vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Các em có thể triển khai viết cho cô thành một đoạn thành một bài văn hoàn chỉnh nhé và như vậy khi mà Cô trò chúng ta chữa xong đề này cũng chính là kết thúc đề thi à, một số đề thi của tỉnh thành miền Bắc và các em đã rút ra cho mình những lưu ý như thế nào có thể là comment dưới phần bình luận nhé và giờ sau thì cô trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu đề thi của tỉnh thành miền Trung và xem rằng đề thi của tỉnh thành miền Trung có khác gì so với đề thi của một số tỉnh thành miền Bắc không nhé và cuối cùng cô mong muốn rằng các em có thể là à Lưu ý cho cô về những điểm mà chúng ta còn thiếu sót, đặc biệt là sau khi chữa đề thi của một số tỉnh thành miền Bắc, những nội dung kiến thức nào chúng ta còn vướng mắc thì cũng hãy comment dưới phần bình luận để cô có thể là giải đáp thắc mắc cho các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các em trong những giờ tiếp theo.